năm 1987. Tất cả khách mời đang có mặt, xin hãy đứng lên, mặc niệm cho người đã khuất. Ôi, thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà đã ra đi rồi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tội nghiệp cái gì, cậu không nghe gì à? Gia đình họ và một người nông dân ở nông thôn ôm nhầm con. Hiện tại đã tìm được đứa con gái ruột. Nghe nói họ muốn cô gái này thay con gái họ, lấy một ông già đã ly hôn, ở trên núi. Chắc bị mẹ nuôi bức ép đến chết đó. Ồn ào quá, không cho người ta ngủ à? Mấy người là ai, cái gì đây? Đây không phải là tôi sao, sao lại treo lên vậy? Năm 1987, còn có vòng hoa nữa. Các người là ai? Sao lại nhìn tôi với vẻ mặt này? Sao tôi lại mặc đồ này chứ? Tôi đã xuyên thời không rồi. Bạn đang xem kênh Mây Chơi Game rách rách rách.